Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Căng thẳng xảy ra ngay trước khai mạc Thượng Hội đồng. 5 vị Hồng Y đã gây áp lực buộc Đức Thánh Cha Phanxico phải trả lời có hoặc không cho một số câu hỏi mà họ cho là cần thiết. Nguyên nhân là vì theo các vị, cách hành xử của Đức Thánh Cha cho đến nay vẫn chưa rõ ràng. Đó là lý do tại sao họ muốn Đức Thánh Cha Phanxico làm rõ liệu giáo lý có thể được thay đổi hay không, liệu phụ nữ có thể hoặc không thể làm linh mục, liệu các cặp đồng tính có thể được chúc phúc hay không, và liệu Thượng Hội đồng có quyền quyết định về các vấn đề giáo lý hay không. Kỳ họp Thượng Hội đồng là điều cần thiết vì trong những tuần tới, Thượng Hội đồng sẽ có một cuộc họp với sự tham dự của các đại diện của giáo hội từ khắp nơi trên thế giới. 5 vị Hồng Y không tin tưởng vào sự trong sạch về giáo lý của một số thành viên của họ và sợ rằng nếu giáo hoàng trao quá nhiều quyền lực cho Thượng Hội đồng, điều đó sẽ tạo ra sự nhầm lẫn về giáo lý trong giáo hội Công giáo. Các Hồng Y đã công khai đưa ra các vấn nạn trên là Đức Hồng Y Walter Brandmuller, người Đức, Raymond Leo Burke, người Mỹ, Juan Sondovan Inuit, người Mexico, Robert Sara, người Guinea và Joseph Gen, người Trung Quốc. Vào tháng 7, các vị đã viết thư cho Đức Thánh Cha và Bộ Giáo lý Đức Tin. Họ đặt những câu hỏi này, yêu cầu Đức Thánh Cha phải làm rõ. Tuy nhiên, đối với 5 vị Hồng Y, những phản hồi này là chưa đủ và vào tháng 8, họ đã quay trở lại cuộc xung đột. Họ viết lại các câu hỏi và gửi lại. Nhưng khi không nhận được trả lời từ giáo hoàng, họ quyết định ra tay công bố để gây áp lực. Tất nhiên, họ không tiết lộ nội dung chính xác những gì Đức Thánh Cha đã nói với họ vào tháng 7. Trên thực tế, Vatican đã công bố bản trả lời dài gần 7 trang mà Đức Thánh Cha đã đưa ra cho họ vào thời điểm đó. Thượng Hội đồng gần như sẽ diễn ra trong suốt tháng 10 tại Vatican. Đức Thánh Cha đã yêu cầu đừng để kỳ họp rơi vào tình trạng căng thẳng và thúc đẩy bầu không khí im lặng và cầu nguyện giữa những người tham dự. Thượng Hội đồng về tính đồng nghị sẽ được tổ chức tại Vatican từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10. Trong video cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cho tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi chúng ta không ngừng lắng nghe và đối thoại xuyên suốt Thượng Hội đồng. Mọi người cùng tham gia, không ai bị loại trừ. Mở đầu video, Đức Thánh Cha nói, truyền giáo là trung tâm của giáo hội và càng quan trọng hơn khi giáo hội đang trong tiến trình Thượng Hội đồng. Chỉ có năng động hiệp hành này mới thúc đẩy ơn gọi truyền giáo của giáo hội tiến lên, tức là lời đáp trả của giáo hội đối với mệnh lệnh loan báo tin mừng từ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Thượng Hội đồng không phải là kết thúc, nhưng đúng hơn, chúng ta đang tiếp tục một cuộc hành trình mang tính giáo hội. Đây là một cuộc hành trình mà chúng ta bước đi, giống như các môn đệ trên đường Emmaus, lắng nghe Thiên Chúa là đấng luôn đến gặp gỡ chúng ta. Ngài là vị Thiên Chúa của những điều bất ngờ. Hơn nữa, điều quan trọng là, qua cầu nguyện và phân định, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thực hiện việc tông đồ bằng đôi tai, nghĩa là lắng nghe bằng đôi tai của Thiên Chúa để nói bằng lời của Thiên Chúa. Nhờ như vậy, chúng ta đến gần trái tim của Chúa Kitô, sứ mạng và tiếng nói của chúng ta vốn đưa chúng ta đến với người và xuất phát từ người. Tiếng nói này vén mở cho chúng ta thấy trọng tâm của sứ mạng là đến với mọi người, tìm kiếm mọi người, chào đón mọi người, bao gồm mọi người mà không loại trừ bất cứ ai. Đức Thánh Cha kết luận với lời mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện để giáo hội biết lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp bậc, để giáo hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến các vùng ngoại vi của thế giới. Phiên họp đầu tiên của Đại hội Thường kỳ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023. Trong cuộc họp này, các giám mục và những tham dự viên khác tụ họp lại để suy ngẫm về kết quả của quá trình lắng nghe trước đó. Thượng Hội đồng này sẽ có 2 phiên họp đại hội như vậy, được tổ chức cách nhau 1 năm, từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023 và vào tháng 10 năm 2024. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.